Rồi cái này chia sẻ anh em này. Cái này một anh em thợ mới mang tới một con SCU này. Hôm nay mình đang live mà nó bị gián đoạn. Con này K66, K66 cái này của iBlack đúng không ạ? Thì mình đã đọc ra cái mã ID đây rồi. Thì anh em khoét nhựa ra thôi. Đây. Khoét nhựa này không cần đẹp đâu, các bạn khoét vuông các bạn móc ra. Thì mình ở đây mình khoét bằng hai cái cặp mỏ hàn song đôi này. Một cái để hàn, một cái để ấy di nhựa đây. Thì chúng ta chỉ cần xỉa ở đây một cái, xỉa ở đây một cái, xỉa trên cái là anh em bẫy ra thôi. Trong vòng 30 giây. Đây. 30 giây. Lấy cái nắp này ra. Thì anh em sẽ tiếp tục dùng cái mỏ hàn này để anh em hàn. Hàn tương tác 4 sợi dây vào để anh em lấy mã ID. Thì mình đã lấy xong rồi, do nãy nó bị máy wifi bị vấn đề. Thì anh em chỉ cần vào đây đúng không ạ, tra cứu cái phần mềm Motorata mà anh em đã tải trên máy. Anh em nào có nhu cầu thì inbox. Chúng ta chỉ cần vào cái chọn cái nhà sản xuất xe Honda và chúng ta vào đây chọn đúng cái dòng xe chúng ta tua thôi. Đây. Chúng ta lấy mã ID đấy. Chúng ta sẽ chọn vào đúng cái đời xe Avalanche đúng không ạ? Suzuki. Đấy, chúng ta vào cái phần chọn tra cứu. Cái này chúng ta muốn đọc cái mã SM ID là của Suzuki thì chúng ta vào phần đây. Chúng ta vào tiếp tục OK tra cứu. Thì ở trong cái phần mềm Motorata đã cho chúng ta biết rằng những cái vị trí chân hàn rất dễ cho anh em đây. Chỉ cần bon 1 đến 2 bon vào con tụ chân màu đen. Rồi, dây màu xanh ngay ở cái chấu này. Tiếp tục dây màu đỏ đúng không ạ? VCC. Tiếp tục dây màu trắng, chỉ cần nhịp vài nhịp là hàn, hàn chắc trên cái mặt bon này ngay. Đúng không ạ? Và khi các bạn đã hàn và lấy được cái mặt bon này ra, lấy được cái mã SMID ra thì anh em sẽ ghi tờ giấy như này, mình mới ghi vào đây. Đây, mã của SMID là 015957350. Như thế này, anh em để đây. Đúng không ạ? Thì xong xuôi mình đã đọc được mã hết rồi, xong xuôi mình đã ghi hết rồi. Thì mình chỉ cần đơn giản thôi. Cái cộng cáp này là cộng cáp của iBlack Valeo chúng ta đọc xong. Được mang ký hiệu đúng không ạ? EK07. Đúng không ạ? LV01. Đọc xong, chúng ta lấy ra cất đây. Và chúng ta chỉ cần đơn giản mang lấy trong cái túi ra một sợi cáp để chúng ta đúng không ạ? Chúng ta thêm FOB. Thì cộng cáp này sẽ có ký hiệu cũng là EK07LV02. Đây. Rất đơn giản. Cái này Tuấn làm cho anh em thợ kiếm vài trăm. Còn đặc biệt anh em nào đang muốn tra cứu cái phần mềm trên này, rất nhiều phần mềm trên Motorata thì anh em inbox nha, inbox ngay. Và mình sẽ đọc cái mình sẽ chép cái FOB và đồng bộ giữa FOB và SMID và trên cái hộp SU này thì anh em xem ạ. Hôm nay người nó hơi bị mệt đấy ạ. Đây. Chúng ta sẽ kết nối vào cái jack này để chúng ta đồng bộ. Rồi, và anh em sẽ kết nối vào đây. Tuấn sẽ quay màn hình lại một chút xíu ạ. Mệt hờ người rồi. Đây, chúng ta sẽ kết nối vào máy. Siết lại cho nó an toàn. Không đi đâu mà vội hết. Rồi. Mình sẽ quay lại máy cho anh em xem. Đây. Thì chúng ta sẽ thoát hết ra ngoài, đơn giản thôi, đã kết nối với cái cáp. Đúng không ạ? Đây. Chúng ta chỉ cần vào cái phần lập trình khóa điện tử. Chúng ta chọn Honda Smart Key. Chúng ta chọn ngay cái dòng xe iBlack 125. Chúng ta sẽ lập trình không có xe. Tiếp tục bấm phím OK. Này gửi tặng anh em. Chức năng này sử dụng đăng ký tự động các quy trình trực tiếp với SU, không cần SU với xe. OK. Sử dụng cáp kết nối Honda Smart Key EK07LU02. LV nhá, LV02. Tiếp tục bấm OK. Thì anh em sẽ làm cái gì đây ạ?
đăng ký khóa FOB vào cái phần số 2. Ok, chúng ta vào cái phần mất tất cả khóa. Xe này mất tất cả khóa, đúng rồi. Chúng ta tiếp tục chọn Enter là ok. Chuẩn bị FOB mới đây, sẽ bị luôn. Rồi, FOB mới này. Đây, một FOB mới. Thối nhiều. Chuẩn bị một FOB mới. Cộng key. Thì key chúng ta đọc ra, chúng ta ghi trên tờ giấy rồi. Rồi, chúng ta sẽ để đây. Rồi, chúng ta sẽ làm theo máy tiếp tục. Đã chuẩn bị hai thứ. Rồi, bạn đã có key, đúng không ạ? Có key rồi. Chúng ta bấm OK. Thì ở đây, đúng không ạ? Để nhập số mới, nhập Ken ID. Chúng ta nhập được cái mã SMID vừa rồi chúng ta mới đọc ra đây. 015. Không, chúng ta không bấm, chúng ta chọn thoát. Chúng ta chọn qua bên. Chúng ta sẽ bấm số 1, mũi tên đi lên. Tiếp tục chọn qua, bấm số 5. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chọn số 9. Bấm xuống dưới cho nhanh. Rồi, tiếp tục số 5. Rồi, tiếp tục số 7. Tiếp tục số 3, bấm bên trên cho nó nhanh. Tiếp tục số 5, bấm bên dưới cũng được. Rồi, tiếp tục. Ở trên này là số 0, chúng ta không cần bấm. Rồi, 015 957 350. Bấm OK. Rồi, máy sẽ yêu cầu chúng ta biết rằng bấm chuyển cái LED màu xanh qua màu đỏ. Rồi, màu xanh qua màu đỏ. Làm theo thiết bị EasyKey, bấm OK. Rồi, EasyKey đang khai báo Ken ID tự động, vui lòng đợi, đúng không ạ? Sẽ khai báo tiếp tục là chính cái mã số này chúng ta nhập vào đã OK chưa? Anh em chờ trong giây lát. Đúng rồi, 01 chuẩn. Rồi, số 5 OK. Đã xuất hiện. Anh em nào cần sản phẩm phần mềm Motorata ủng hộ Đình Tuấn nha. Nhá cả nhà. Giá rẻ lắm, anh em ủng hộ mình nha. Rồi, số 9 đã xuất hiện. Anh em nào cần cái gì ủng hộ cái phần mềm Motorata, chúng ta cài đặt trên máy, ứng dụng trên máy và hoặc đặc biệt trên laptop. Rồi, số 015 9573. Đây. Rồi, tiếp tục. Rồi, số 0. Rồi, EasyKey lại yêu cầu FOB mới on, đúng không ạ? LED đỏ lại chuyển qua xanh. Rồi, chúng ta làm theo máy đơn giản thôi, bấm OK. EasyKey đang làm việc, vui lòng đợi. Thông báo đăng ký FOB thành công. Rất đơn giản. Như chúng ta đang chơi thôi. Vậy thì chúng ta đã đọc được cái mã SMID và đồng thời, đúng không ạ, bán thêm cái FOB và đồng bộ cho người anh em thợ về nhà lắp vào là xong. Và chúng ta sẽ kiểm tra FOB như sau. Đây, anh em vào tiếp tục cái phần này. Cái phần vừa đăng ký FOB đấy. Tiếp tục chúng ta vào cái phần kiểm tra FOB và SU đã đồng bộ chưa nhá. Đấy, anh em vào phần đây. Anh em tiếp tục bấm OK. Chức năng này để kiểm tra FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SU chưa.
Ok, yêu cầu FOB led đỏ là chuyển qua qua san. Rồi san rồi. Chúng ta lại làm theo yêu cầu của máy. Izuki đang kiểm tra hoạt động FOB. Đúng không ạ? Thông báo FOB. Đấy, rất ok. FOB. FOB hủy sử dụng lỗi phần mềm. Tôi sẽ kiểm tra lại nha, kiểm tra lại cho anh em coi. Rồi. Ok. Led đỏ qua xanh nhỉ. Đang làm việc. Đây. Thì thông báo FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCO. Đúng không ạ? Rất đơn giản. Chúng ta lại thoát ra kiểm tra lại một lần nữa cho anh em xem. Rồi, chúng ta thoát hết ra như thế này. Chúng ta lại vào tiếp tục cái lập trình khóa điện tử. Chúng ta chọn Honda Smoky. Chúng ta chọn tới Avalanche. Chúng ta lập trình không có xe. Ok. Chúng ta lại vào cái hạng mục cuối gần cuối cùng ấy, cuối cùng kiểm tra FOP và SCU. Ok. Thì máy lại yêu cầu chúng ta chuyển led đỏ qua xanh. Ok. Đấy, thông báo FOP đã được đăng ký vào kích hoạt sử dụng với SCO. Vậy thì anh em chỉ cần rút ra và anh em hàn lại như sau. Đúng ạ, rút ra hàn lại như sau và chúng ta lấy tiền thôi. Không gì hết. Rất đơn giản như vậy. Rồi mình sẽ rút ra và hàn lại cho anh em. Rồi rồi, chờ anh Trúc anh chạy về liền. Đấy, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta bỏ đây, chúng ta hàn lại thôi. Gì đâu, đơn giản như ăn cơm nếp. Mỏ nào khui ra mỏ nó hàn lại luôn gì đâu đúng không ạ, rất đẹp đấy. Đây cần gì đâu, máy móc của ghê quá đúng không anh em. Đây. Đẹp như mơ, đi mài lại chút là ok. Tay hàn, tay quay cam luôn. Được không ạ?
quá được cái gì xíu chúng ta ra mài cái là im ro. Tay hàn thiện xạ mà anh em, đùa đâu, đúng không? Cái này đấy, dùng sáng này xỉa một cái, một cắt 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 nhấc ra phẫu thuật xong rồi ghép. Đây. Ok không ạ? Thế thôi, có cái gì đâu. Phịch phịch. Tí lắp trên cái mô hình, mở núm khóa là xịt xịt. Thiện ơi, em chạy về nhà em lên chỗ cái bàn làm việc của anh á, ở cái tủ ấy, ở cái tủ ấy có cái chìa khóa đấy, giao cho Exeter cái thằng công an chiếc Exide. Đây sẽ lấy mô hình ra test cho anh em coi xoay đúng khóa chưa nha. Ai biết cái thằng Mạnh nó biết lấy nhiều tiền biết. Hỏi bà ngoại hôm qua Mạnh có dặn lấy tiền không? Không có là thôi. Đây sẽ lấy cái mô hình này chơi cho anh em này. Dao này gì đâu mới nốt nhạc anh em ơi, chờ anh Tuấn chút nha. Đây còn cái mô hình của ba nút nhấn này, kiểm tra cho nó an toàn. Mới về được mấy cái núm khóa. Rồi mất cây chỉ có thế thôi anh em ơi. Rồi kết nối này. Rồi cấp nguồn cho nó này. Mát cho nó này. Rồi ok này. Kết nối với SU này mới đọc này. Anh em thấy không nhỉ? Alo. Nghe. Yeah. Đâu vậy? À. Rồi. Ngồi làm đồ chứ. Cái này không thể nào xoay được. Cái này anh em phải làm gì ạ? Nhấn nút đề. Đề đâu rồi?
mở hết mắt thì không thấy cái nút đề nào ở đây rồi. Sai. Đây. Thế thôi, lấy tiền. Tắt nút đề này, kịch này. Đấy, mở này. Đấy, tắt này. Mở này. Xoay núm này. Rồi tắt này. Rất đơn giản đúng không ạ? Rất thế thôi. Đấy. Mở đây ạ. Nốt nhạc riêng thì Toán làm này. Rồi xoay núm ạ. Đấy ok. Đây. Trên đời thì Tuấn kiếp này ở với hai cây mỏ hàn này. Hai cây mỏ hàn này thì song sinh. Đấy, em thấy không ạ? Nó làm tất cả đa năng, nó phục vụ cho thì Tuấn ban cơ bản ở cái cặp mỏ hàn này và đôi tay này. Thì anh em cần sử dụng cái phần mềm Motodata, anh em inbox cho thì Tuấn nhá. Ok nhá cả nhà. Pin lại yếu pin rồi. Đấy, đơn giản thôi. Anh em chỉ cần vài thao tác trên thiết bị nhỏ gọn EasyKey này. Và anh em nào nhanh tay thì inbox luôn ạ. Để chúng ta có thể có em nó về phục vụ cho cái Smart Key này. Thì vừa rồi thì Tuấn đã chia sẻ có một người anh em điều kiện khó khăn cũng học của Đình Tuấn nhưng anh em không có điều kiện. Thì một ngày có một chiếc xe Vision mang vào, đồng thời bị mất 2 FOB và đồng thời bị mất luôn mã eSIM ID. Nhưng anh đấy không có cách nào lấy ra. Anh ấy gọi cho Đình Tuấn bảo có cách nào để cho xe nổ máy không. Thì Đình Tuấn xin thua. Thì anh em hãy chịu khó bỏ ra cái này tương tác hơn chỉ vàng thôi. Hơn chỉ vàng thôi. Thì anh em lấy về nhà thì anh em sẽ đọc được ngay cái mã SMID em ra. Quét lắp vào rất đơn giản. Anh em thấy không ạ? Chút xíu chúng ta muốn ok nữa chúng ta, đúng không ạ? Lấy nhám chúng ta bào đi. Và đặc biệt chúng ta sẽ lấy keo silicone chúng ta bôi lên một chút xíu ạ. Nó sẽ lớp chám lại một cái chỗ mà chúng ta hàn. Thế thôi, chống vô nước. Ai mà nhìn thấy mấy cái này đâu. Cái quan trọng là tay anh em mình lấy ra có ok không? Được không cả nhà? Nhá, vấn đề như vậy. Còn anh em nào muốn cài cái ứng dụng phần mềm Motodata trên laptop hoặc điện thoại như thế này thì anh em inbox ủng hộ thì Tuấn. Kiếm mua chai nước uống thôi. Trời mùa nóng này chứ không có lợi nhuận gì hết trên cái cài phần mềm này. Anh em cứ inbox đây nhá. Ok đấy, trên này rất nhiều rồi ạ. Đấy, phần mềm thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Thị Tuấn đây, sử dụng đến ngày 23 tháng 4 tới 2021. Nếu chúng ta gia hạn lại chỉ có tốn có 300k thôi. Đấy, tha hồ bấm tra cứu trong này nha anh em. Đây, chuẩn bị đưa Valeo và SH Ý nhá về đội đấy. Đang có nhu cầu, đang chờ những anh em ở đây người ta xuống xác, người ta bán lại Valeo và SH để chuẩn bị mua. Đấy, bây giờ chỉ cần chờ anh em bảo Tuấn ơi, mình mới mua con SH, giờ hết tiền hoặc là đổi ô tô, bán lỗ khoảng 30 triệu, Tuấn có lấy không? Thì ok. Ok, đây, đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Mua Valeo và SH Ý. Đây, mới đi vay ngân hàng về. Anh em thấy không? Đây, lấy giấy chứng minh ra để đi vay ngân hàng về để đầu tư SH ấy. Đi vay lãi suất 0,9. Đấy, chúng ta đầu tư. Đấy, thì Tuấn lại đầu tư xe. Và anh em nào ok thì ủng hộ cái phần mềm này cũng được nhá. Tuấn kiếm chai nước uống. Đây. 10.000. Mới đi vay về đây. Thạch Thất Hà Nội.
Nhiều đó, mua SH và Valio có đủ không cả nhà? Đang chờ anh em hú cả bốc SH về luôn đấy. Sao? Còn anh em nào cần khóa sờ mất key hay bộ dây điện này thì anh em inbox, tuấn mới về được hai bộ thôi ạ. Đây, cần làm như vậy thôi. Đúng không? Trước mắt là nó phục vụ cho cửa hàng mình, cái thứ hai là anh em có nhu cầu là bán luôn. Đấy, đơn giản cắt lên đây. Đây hai bộ rồi. Máy cũng có. Cái này thì anh em sợ gì, sợ mất key. Xong. Cái này bỏ vào đây tí dao lượm lúa. Anh nghe miu miu. Ai mà biết. Đúng không anh ạ? À? Người ta đọc SU người ta cứ lo chết, nhưng thì Tuấn cứ chia sẻ hết bài cho anh em thôi, không có gì hết, chỉ cần anh em ủng hộ thôi. Đấy, cột vào đây. Triệu mốt, tí lấy triệu mốt, triệu hai. Đấy. Triệu mốt, triệu hai. Thế thôi, cái gì cũng có giá. Chết SCU đền. Đấy, thấy không? Chết SCU thì đền luôn cả IC. Bởi vì bây giờ người ta đồng ý rồi. Người ta bảo con xe này đang chạy mất móc. Nhưng chúng ta đọc vào mà chết luôn SCU này thì chết. Nhưng bao, đúng không ạ? Tuấn chỉ cần cái mỏ hàng này Tuấn di thì không bao giờ chết đâu. Anh Tần Lương anh lại nhìn thấy của em, tên em rồi. Đây. Anh em thì thấy hai đại bàng của thì Tuấn không? Hai này như kiểu hai cái kho báu vậy chứ. Lấy tiền hay không nhờ hai cây này. Đấy, lấy tiền không nhờ hai cây này. Bao chết SCU đồng ý số tiền thì mình đọc. Bởi vì thợ ở đây nó cũng sợ. Thợ ở đây sợ phát kiếp rồi chứ, mang chỗ khác đọc sợ. Lỡ mày đang đọc cái tèo SCU. Thế là về nhà lại tèn ten, đi luôn cả ECM. Còn muốn SM cứu lại mà muốn có cái mã của nhà sản xuất thì lại inbox cho Đình Tuấn. Chụp số máy số sườn thì lại inbox Đình Tuấn, thì Tuấn lại gửi cho cái mã SM ID. Thế thôi, chép một móc, nếu mà thêm móc nữa thì lại thêm tiền. Thêm móc thì rất đơn giản thôi, chỉ cần bấm tắt mở FOB là xong. Thật sự làm cái này thì ok ngay chứ có gì đâu. Hàn xong rồi nạo cái này ok liền, nhưng mà biếng làm như nhiều anh em cứ trổ tài khoét cái miếng nhựa này đẹp lắm, mà khi mà đọc SU là chết chết giấm hết. Cho nó đẹp lại chút.
Chiều nay là ship hàng cho anh em nữa đây. Xin chào anh Cảnh Minh. Thì tại sao chúng ta lại kiếm tiền được? Bởi vì chúng ta phải luyện, đúng không ạ? Chúng ta phải luôn luôn chúng ta luyện và chúng ta phải đầu tư. Và đầu tư cái gì, cái quan trọng nhất để phục vụ cho cửa hàng, chúng ta phải lên từng bước, đúng không ạ? Đầu tư nhẹ nhẹ thì chúng ta mới thành công anh em nhé. Anh em lưu ý, và ổ khóa này đang bị chết từ đây, chết từ đây. Nếu người anh em kia gật đầu thì Tuấn sẽ thay thế từ bên trong này, đúng không? Cái này công tắc đánh thức dập mát là xấu, nhưng từ chết rồi. Và anh em học và đi toán ra thì anh em sau này sẽ làm được hết mấy cái này, chuẩn bị sau này nó hư hết. Alo ạ. Yeah. Nghe anh. Không anh. Bữa lấy bên Tuấn hai cái. Con không update từ xa được à? Ờ, 16/4 à? Để chút xíu kiểm tra lại máy rồi trong có biết không nhỉ? Hay là không biết được ta? Rồi thôi để gửi con motocan luôn ra nâng cấp luôn, rồi con mở con motobox luôn rồi gửi liên hệ luôn. Rồi. Được không cả nhà? Còn anh em sau này ấy, anh em sẽ làm được hết cái này, nó dễ lắm. Chuẩn bị cái này nó hư hết giờ đây. Cứ ngày nào cũng nhấn một cái sẽ đánh thức cho SU sẽ cho cụm từ mở, đúng không? Sẽ cụm từ mở cái sau nó sẽ hư hết. Cái gì đâu, nước vào nhiều hư ngay. Cái này nước thấm vào trong này, cái này không có nào che lại được. Nước nó chỉ cần xịt vào trong này, nước vào là có vấn đề ngay, đúng không? Nước vào là có vấn đề. Trong cái SU này cũng vậy. Cái ron là cái xin nó nằm trong cái cục SU này giữa hai cái nắp này với nhau, nó cũng không mở kín, nước vào sẽ bị oxy hóa bên trong và nó sẽ bị mục linh kiện. Tương lai sau này anh em hãy nghe thì Tuấn học ra, tương lai sau này những cái này nó sẽ chết rất nhiều. Và kể cả SU này không cần làm mất, đang chạy đường rớt bắn sau nó kẹt vào một cái là pích là nổ thế thôi, đúng không? Là bể thôi. Đấy, nó hiện đại bao nhiêu thì nói chung là hại điện bấy nhiêu ấy. Cái bộ này là má của K29 đấy, đang gặp vấn đề. À, đưa anh cái hộp vào, cái ổ khóa nãy anh mới lấy về đâu nhờ cho anh coi nào. Chiều nay là ship cho anh em bộ ổ khóa. Đây, mới về được hai bộ ổ khóa zin dép. Phải thôi, gọi luôn, nghe thoại chết. Alo. Chắc nhanh nhất là chiều nay. Dạ. Đây mới về được hai ổ, nhanh tay nhá cả nhà. Đây, còn cái FOB ở đâu? Này cao bao nhiêu? Đây. Zin dép. Chìa có hai má, chính và phụ. Zin dép, cam đoan với anh em là hàng zin không? Lô thì Tuấn tặng luôn. Đây ổ khóa này.
nhân tay anh em ủng hộ nhá. Đây là một bộ lại tương tác hai nút nhấn. Đây tiếp tục một bộ. Rồi cái này K96. Tất cả đều zin luôn. Đây. Toàn là hàng bung trên xe ra không này. Đây ổ khóa tháo trên xe ra luôn này. Đó, test cho anh em xem luôn. Này còn gì nữa? Zin mới chắc chắn. Rồi để đây lấy cái mô hình test cho anh em xem. Mô hình đơn giản thôi. Lấy cái bình điện test vào đây cái đã. Rồi ok. Test con SU ở trước này. Đây. Tắt. Cứng ngắc. Mở. Đỏ qua on. Xoay. Đèn Smoky báo nháy không? À, pin xe này tốt. Vậy pin FB này còn tốt. Đúng không? Không báo nháy thì đồng thời sẽ không yếu pin. Quay màn hình lại. Rồi bây giờ test ổ khóa cho anh em xem luôn. Nguồn này kệ nó không thành vấn đề. Chúng ta cắp từ vào trong này nó sẽ mở được cái cuộn từ thôi. Anh em chờ chút xíu em phải khui cái này ra đó. Anh em khi nào inbox nha. Xe em còn tháo ra em bán luôn cho anh em đấy. Đây. Tốt. Nhấn vào. Xoay. Bởi vì cái này nó chỉ là nguồn sau khóa thôi mà. Đúng không ạ? Nguồn trước khóa và sau khóa nó không có tác dụng gì hết. Đúng không ạ? Đấy, quan trọng đây cấp vào đây cho nó. Vào SU. Chúng ta nhấn công tắc đánh thức. Thì DGN sẽ đến SU. SU sẽ cho mở cái cuộn từ trong này đi. Xoay đúng khóa thôi. Nhấn vào. Xoay. Anh em inbox nha. Về nhà làm mô hình đơn giản thôi. Xe vô là bụp bụp. Ôi. Đấy. Đấy, trên này còn một bộ nữa đây. Zin không à. Đây. Nhân tay anh em sở hữu nha. Đây. Inbox nha. Inbox nha. Inbox nha. Inbox nha. Nhân tay lên, bữa anh em nào đặt nhiều quá mà thì Tuấn không có ship, mới về được hai bộ. Tranh thủ cho anh em đây, Tuấn sẽ cung cấp dây luôn. Đấy, dây. Đơn giản không? Sờ mất kỳ thì như chúng ta ăn cơm thôi. Đấy, xoay. Tốt. Nếu mà một ngày nào đấy khách hàng mang chiếc xe vào, chúng ta đồng thời chỉ cần tìm xe như thế này được.
nhưng núm khóa khách hàng không, không xoay được. Thì anh em chỉ cần rút con SU của khách hàng lắp trên cái mô hình mình thử xem cái mô hình mình cái núm khóa có xoay được như thế này không. Nếu xoay được thì đồng thời trên ổ khóa của khách hàng đang có vấn đề, và đồng thời nhé, con SU của khách hàng lên cái mô hình của mình mà cái núm khóa của mình xoay không được thì bảo khách hàng là ten tè ten hư SU. Còn những cách xử lý bên trong tiểu xảo hoặc là những cách sửa chữa để chúng ta làm về bên trong thì anh em phải học. Tuấn sẽ chỉ cho anh em vài cái mẹo ở bên trong này nếu SU không mở núm khóa. Lúa đây, mai khắn đi vay ngay, lấy giấy minh ra ngân hàng đi vay về sẽ có lúa ít thôi, vay 3 triệu thôi nhá, vay ngay 3 triệu thôi chúng ta vẫn có quyền trả được mà. Hoặc anh em nào vay khoảng 5-10 triệu thôi chúng ta còn khả năng, vay nhiều quá không có khả năng trả. Đây còn bộ nữa này, đây đấy, về nhà khách hàng có nhu cầu lên A Black, lên Vision, lên Lead, đúng không ạ? Lại có lợi nhuận, lại gọi điện toán ship cho một bộ nữa. Ok, thế thôi, có gì đâu. Lại gọi điện toán ship thêm một bộ nữa. Đồ chơi điện toán này hơi bị nhiều ấy. Đây, trong còn một cái hộp. Đây, cái này để dạy anh em thôi chứ không bán buôn. Cái nào bán là bán. Đây đây này, con này K66 vẫn còn sống rồi. Con này vẫn còn sống luôn đấy, chỉ cần copy thôi. Được. Inbox nha. Đấy, phần mềm phần yếu inbox đi. Chúng ta chung tay ủng hộ thì Tuấn những cái món hàng nhỏ nhỏ thôi, giá lại play đấy. Đây anh em nào mua bộ khóa này, Tuấn để thêm bộ dây nữa, dây mới nhá, về nhà làm như thế này thôi. Về nhà chúng ta chỉ cần nghiên cứu khoảng 2 đêm. Nếu anh em nào chậm hiểu thì 2 đêm khóa xong mấy cây này bẻ cắt cắt. Zin Dead, anh em nào cần inbox của SH. Xe nào lắp chung được. Tít tít lấy tiền này. Tít tít lấy tiền này. Đấy. Rất bừa bộn. Rồi, thân ấy chào anh em nhá. Đấy, giới thiệu anh em chút. Rồi, top hết pin rồi. Tắt cho nó đi ngủ. Giá ok trên thị trường anh ơi. Giá ok trên thị trường anh. Em để giá cho ok. Một bộ này em lời 50 ngàn thôi nhá. Tiền ship cóp về đây. Em chỉ biết làm như vậy cho anh em thôi, chứ ngoài ra em không còn cái gì hết nữa. Làm hết khả năng, những cái gì tinh thần em có rồi. Thật sự bán những cái này uống nước thôi. Kiếm 50k một bộ, đảm bảo luôn. Đố anh em nào kiếm thị trường có cái giá như em luôn. Yeah.
nhìn tổ người em này. Đấy, miễn sao kiếm ra tiền thôi, kệ nó. Đây là phần nho nhỏ nhá. Nè, khóa zin này, IC này. Rồi. Dưới này nữa này. Dưới này nữa này. Để phần nho nhỏ thôi. Nè. Toàn đồng hồ. Nè. Trong rồi nữa này. Trong rồi nữa này. Chung quá. Trời ơi máy. Bia rồi. Ê ê ê. Anh cơm xong chở hai thùng bia lên cho bà phụ Tùng dùng ăn chút nha. Anh nói rồi đấy. Đây này, bà Tập Hóa đấy. À, bà nói rồi mà. Cứ chở lên dùng ăn chút. Công tường xe em chỉ có thiếu tiền thôi, không thiếu cái gì nữa thật. Thật sự để mang những cái thiết bị điện tử và những cái con xe mà để hành hạ em vào lúc này thì hầu như con xe rất hiếm. Đặc biệt những cái dòng xe SH hay những cái dòng IA, trừ khi phân khối lớn nhá, những cái xe ga đấy, để được cái thời điểm hiện tại mà để nó hành tính toán thì bảo đảm con xe rất khó. Anh em có tin không? Hay là anh em lại bảo phét lác ạ? Không thể nào nó ăn được. Cái thứ gì em cũng có. Không phải em phải loại trừ nữa đâu. Phải bắt bận là phải ra. Đồ là phải tống vào một cái là ăn ngay. Chưa ăn cơm ăn, tí ăn cơm ngủ 3 giờ mới dậy, ra ship hàng. Đang me mua SH 2020 về đây. Rồi chào anh em nhé. Em đi ăn cơm đây. Xin chào lại anh Lộc. Xin chào anh Lộc ạ. Phải của bắp này. Nghe gọi liên tục. Ù hết tai. Miếng rẻ này kiếm biết bao nhiêu tiền anh biết không? Miếng cái rẻ này còn zin rất rắt này mà nó kiếm bao nhiêu tiền rồi đấy. Nhá anh trai đấy, cái bàn này người ta tặng, người ta đóng, người ta làm kỷ niệm cho này. Chào anh Lập. Như đồ ve chai ấy. Thì em tháo xe anh em ship cho anh Kim luôn nhá. Em tháo xe em lấy kim zin em ra này, kim zin này. Anh dám chơi kim zin không? Kim không xì không đái luôn. Anh dám chơi thì em lấy cho anh luôn nhá. Một cái kim Avalac 125. Một kim của Lít 110, tháo xe nhà luôn. Bảo đảm là kim zin. Hàng em test. Thấy cái bàn làm việc của em nó bừa bộn không? Kệ nó, miễn sao kiếm cho tiền, dọn làm cái gì? Miễn sao có chỗ trống này này. Để làm đồng hồ, IC là được.
Đây, bộ song hành này, song sát với em này. Giải quyết hết tất cả vấn đề. Đây em hàn vào cái đồng này này. Thế là một ngày đẹp trời, mưa mưa ngâu. Cứ lại cứ a và lắc mới lại thác cái dắt bộ vào, cứ lấy mã ID mà không có cách nào lấy được, nó đau lắm. Tối đặc biệt như anh em của em này ra nhá, nếu một ngày nào gặp ấy mà không làm được ấy, biết học được rồi đấy nhưng không có đồ ấy, tối về nhà ngủ không yên đâu. Chú Lộc ơi, chú gì ơi, đúng không ạ? Lấy em cái mã ID cái mà không có cách nào lấy, tối về nhà anh em sẽ mất ngủ. Em ngày xưa cũng vậy, nhưng mà đôi khi đầu tư vào cả một năm mới làm được phát hai phát, nhưng khách hàng mang vào mà không làm được thì ngứa ngáy cực kỳ, nên phải chơi. Rồi, xin chào anh Đức Cảnh mô tô. Rồi em xin phép về ăn cơm đây, đói bụng quá, không về nghỉ ngơi chút.